Hang là huyện vùng cao của tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây có hồ Na Hang, nay vẫn còn vẹn nguyên vẻ hoang sơ của một miền sơn cước. Trong nhiều năm gần đây, vẻ đẹp kỳ ảo của hồ Na Hang đã dần được đánh thức và trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc. Với cảnh quan kỳ vĩ và nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa dồi dào, Na Hang được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn của vùng núi phía Bắc Tổ quốc. Từ nhiều năm trước, các tour du lịch sinh thái trên lòng hồ đã sớm được xây dựng. Đi du thuyền trên lòng hồ Na Hang, du khách sẽ được đắm chìm trong mênh mông sông nước, hòa mình cùng trùng điệp của rừng xanh, đá núi. Lọt thỏm giữa những vách đá hùng vĩ, xung quanh là 99 ngọn núi trùng điệp, quần tụ lại với nhau ở khu vực xã Thượng Lâm. Mỗi ngọn núi có một hình dáng khác nhau, tất cả in hình lên nền trời xanh, hòa lẫn với làn nước xanh thăm thẳm, khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của tạo hóa. Đến đây, du khách sẽ được ghé thăm các di tích hai bên bờ như đền Bác Tạ, đền Bác Vãng, nghe giới thiệu về sự tích gắn với mỗi địa danh đã đi vào lịch sử như thác Khuổi Nhi, Khuổi Súng, hang Phia Vài, hòn Cọc Vài, động Song Long. Cùng với đó, các homestay, các tour du lịch trên lòng hồ cũng đang ngày một phát triển, hình thành các khu du lịch sinh thái nhiều tiềm năng. Du khách tới tham quan hồ còn được tìm hiểu và trải nghiệm nhiều nét văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao sinh sống quanh hồ thông qua các dịch vụ homestay của đồng bào dân tộc. Văn hóa bản địa vùng lân cận rất phong phú cũng chính là một trong những lý do khiến nơi đây trở thành một điểm đến hấp dẫn. Du khách sẽ được hòa mình vào đời sống của đồng bào dân tộc nơi đây, thưởng thức điệu hát then của dân tộc Tày, hát sli, lượn của đồng bào Nùng và điệu soạn cô của người Sán Dìu. Mỗi mùa trong năm tại đây đều có những lễ hội truyền thống như lễ hội lồng tồng của người Tày, người Nùng, lễ cấp sắc, lễ tơ hồng của người Dao, vân vân. Khi mà đặt chân đến một vùng đất thì bao giờ cảm nhận là mình cảm giác đến một cái sự đối đáp con người đầu tiên, con người trên cái mảnh đất đấy, thì Na Hang, Tuyên Quang đúng hơn là Tuyên Quang đã, xong rồi Na Hang thực sự tuyệt vời, êm ái nhẹ nhàng mà cứ như đưa mình vào một cái vùng đất nó hoàn toàn khác. Không chỉ níu chân du khách bằng cảnh đẹp và văn hóa dân tộc, địa danh Na Hang và Lâm Bình, nơi sở hữu khu sinh thái kỳ vĩ này còn để lại dư vị khó quên bằng những món ăn truyền thống, đậm đà bản sắc, chắc chắn sẽ khiến du khách không thể nào quên. Những tiềm năng thế mạnh về cảnh sắc thiên nhiên, con người, truyền thống văn hóa đa dạng và phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc của nhân dân các dân tộc sẽ là điểm tựa để phát triển kinh tế, văn hóa du lịch ở vùng đất cổ tích giữa trùng điệp rừng xanh, đá núi này. Thank you.